Những phút cuối của chương trình ngày mới, mời quý vị cùng tham khảo thông tin giá cả thị trường. Sau cơn sốt gỏi gà măng cụt xanh, măng cụt chín mới vào mùa đã rớt giá. Măng cụt chín hiện có giá 45.000 đồng một ký, quả khá to, chín đồng đều. Bình thường măng cụt đầu mùa có giá khoảng 60.000 đến 70.000 đồng một ký, nhưng giờ chỉ từ 35.000 đến 40.000 đồng một ký. Còn thu mua tại vườn chỉ khoảng 20.000 đồng một ký. Đang vào mùa măng cụt nên hàng về nhiều. Theo các tiểu thương có lẽ giá sẽ còn giảm trong vài ngày tới. Trong khi đó, măng cụt trồng với kích cỡ đúng chuẩn để xuất khẩu tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc Global Gáp có giá tới 120.000 đồng một ký. Tháng 3 vừa qua, để thưởng thức một trái sầu riêng Musangking trồng ở miền Tây, người tiêu dùng phải bỏ ra 900.000 đồng một ký. Tức một quả sầu riêng loại này chín rụng có giá dao động từ 2 đến 3,5 triệu đồng, tùy trọng lượng. Đã vậy, các cửa hàng còn bắt khách cọc tiền trước và chờ 1 đến 2 tuần mới nhận được hàng. Song những ngày gần đây, nhiều người rao bán loại sầu riêng được mệnh danh ngon nhất thế giới này với giá rẻ chưa từng có, chỉ từ 200.000 đến 300.000 đồng một ký nguyên quả, còn cơm sầu giá 700.000 đồng đến 750.000 đồng một ký. Giá tiêu đang có xu hướng đi ngang tại các vùng trọng điểm. Hiện giá tiêu trong nước dao động quanh mốc 72.000 đến 75.000 đồng một ký. Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu ở mức 72.000 đến 73.500 đồng một ký. Tương tự, tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu cũng đi ngang. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu đang được thương lái thu mua ở mức 75.000 đồng một ký. Giá tiêu ở Bình Phước ở mức 74.500 đồng một ký. Đồng Nai 72.500 đồng một ký. Như vậy, sau tuần biến động mạnh, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước có hai phiên đi ngang liên tiếp. Dự báo thị trường hồ tiêu sẽ có nhiều điểm tích cực trong bối cảnh suy giảm nguồn cung tại các nước trọng điểm. Ghi nhận tại nhiều chợ dân sinh, trứng gà được bán cho người tiêu dùng chỉ với giá từ 14.000 đến 18.000 đồng một chục, bằng 2/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giới chuyên buôn trứng, đây là trứng gà tồn kho, cận đát hoặc hết đát. Nguyên nhân khiến trứng gà rớt giá là do sức tiêu thụ trứng của nhiều doanh nghiệp sản xuất bếp ăn công nghiệp giảm mạnh. Vào mùa cao điểm nắng nóng cộng thêm giá điện tăng, nhiều người đổ xô tìm mua các loại thiết bị tiết kiệm điện. Nắm bắt điều này, nhiều kênh mua bán online chào bán và quảng cáo nhộn nhịp nhiều sản phẩm giúp tiết kiệm điện tới 50%. Mức giá của các thiết bị tiết kiệm điện dao động từ vài chục nghìn đồng đến vài triệu đồng. Tuy nhiên, chuyên gia trong lĩnh vực điện khẳng định không thể có một thiết bị tiết kiệm được 40-50% như quảng cáo. Các thiết bị chỉ giúp giảm khoảng 1-2% điện năng tiêu thụ đối với những sản phẩm từ 1-3 triệu đồng.